mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Báo ứng không ngờ. 5 năm trước, Hạ Tiên Sinh hơn 40 tuổi, con trai ông là Cún được 12 tuổi. Ngay từ nhỏ, Cún đã hết sức ương bướng. Sau khi cho đi học, không những nó ham chơi, chẳng chịu học hành, ưa đánh nhau, lại thường xuyên trốn học. Cha mẹ, thầy giáo đều bó tay hết cách đối với thằng bé. Cún quậy tưng làm cho cả nhà không được yên. Em gái Hạ Tiên Sinh một lòng tin Phật, biết đây là nghiệp báo oan gia đến đòi nợ. Cô muốn nhờ Phật Pháp giáo dục thằng bé, giúp anh mình giải mối lo. Thế là cô dẫn anh đến gặp Hòa Thượng diệu Pháp cầu cứu, cũng hy vọng anh Bình thấy ngài trí huệ mà phát tâm tin Phật. Hòa Thượng chăm chú nhìn ông Hạ và hỏi: Ngày xưa anh có giết qua con chó nào không? Dạ không, xưa nay con chưa từng giết con chó nào hết á. Vậy sao? Con chó đó lông vàng, trên lưng có đốm đen. Lúc ấy anh khoảng chừng 20 tuổi. Hà Tiên Sinh nhớ lại chuyện thuở xưa và nói: À, hồi đó con làm ruộng tại vùng Hắc Long Giang, do mấy thằng bạn đồng công tác suốt thời gian dài không được ăn miếng thịt nào nên lén trộm con chó vàng của làng bên cạnh á. Tụi nó thì bắt và giết chết con chó. Phần của con á chỉ phụ tá thôi, giúp á lột da, mổ bụng, làm thịt giùm thôi hả? Anh có ăn một chén thịt nữa mà. Dạ, đương nhiên là vậy rồi. Con đó phụ mà, không lẽ không ăn cho đỡ thèm. Anh đã lột da, lại còn mổ bụng, xẻ thịt chó, làm vậy cũng đồng như giết nó. Đến thời điểm này thì chính con chó đó đã đầu thai làm con của anh, tìm anh mà báo oán đó. Mặt ông Hà đầy bất bình, tức tối nói: Ừ, như vậy thì vô lý quá, không đúng chút nào hết trơn á. Trước tiên á, con chó phải tìm kẻ bắt nó, giết nó mà báo án mới hợp lý chứ. Dạ lại á, họ ăn thịt nó nhiều hơn con, mà tại sao lại nhắm vô con? Con đâu phải là người giết nó. Sư phụ giải thích: Chuyện đến nay đã hơn 20 năm, có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con của họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt chó, giết, ăn, sớm muộn gì đều phải trả báo hết. Còn như ai trả báo trước, ai bị báo sau, chuyện này không nhất định. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau, nên thời gian trả báo cũng có sớm, muộn, chẳng đồng. Người có phúc báo lớn một chút thì đời này, đời sau cũng chưa thọ báo. Đợi đến nhiều đời nhiều kiếp sau nữa, phúc hết thì họ mới trả báo. Điều này vốn không nhất định mà. Hòa Thượng thở dài, cố sức nhắc nhở ông Hạ: Ôi, ta biết anh không tin những gì ta nói. Hôm nay anh đến đây cũng là cùng Phật có duyên. Ta hy vọng anh có thể cởi bỏ phiền não, cho nên mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh, tất cả đều có thể chuyển đổi được. Ngừng một chút, Hòa Thượng tha thiết nói: Nếu như anh có thể sám hối tội giết con chó, hàng ngày chịu khó tụng kinh Phổ Môn Quan Thế Âm Bồ Tát, hồi hướng công đức cho con chó đó, đồng thời dùng tâm nhẫn nại giáo dục con, thì con anh sẽ thay đổi tốt đó. Anh nếu càng chân thành thì con của anh thay đổi càng nhanh. Nói ngược lại, nếu như anh không thể làm theo lời ta, đợi đến lúc con anh 17 tuổi, nhà anh sẽ phát sinh việc lớn, và sau đó anh có thể tạo họa sa vào lao ngục. Ngàn vạn lần chớ nên khinh thường. Hạ Tiên Sinh nghe xong không nói gì, mặt sụ xuống, hiện lộ vẻ không tin. Anh hoàn toàn chẳng muốn tiếp nhận lời khuyên vàng ngọc của Hòa Thượng. Thời gian qua như tên bay, chớp mắt con trai ông Hạ đã 17 tuổi. Trong quá khứ, suốt mấy năm ở trường học, hành vi xấu ác của thằng bé đã khiến cho nó bị đuổi học. Ông Hạ vì vậy phải tốn rất nhiều tiền
để duy trì học bạ cho con. Nhưng ông vô phương dạy dỗ, thằng bé ngày càng hư đốn khó bảo, một mực kình chống cha. Vì nó mà vợ chồng ông Hạ thường xuyên cãi lẫy, thậm chí đánh nhau ầm ĩ. 5 năm sau, gia đình ông giống như chiến trường, không có ngày nào được an. Mùa xuân năm nay, đêm giao thừa, hai vợ chồng vì con mà gây gổ, dẫn tới đánh nhau tưng bừng. Người mẹ réo đứa bé trợ giúp. Thằng cún bây giờ cao 1m8, huyết khí bừng bừng, vừa nghe tiếng mẹ hô hoáng là nó chạy tới giữ chân cha lại, vật ông té nhào. Nó tiếp tục giữ chặt chân cha để mẹ nó đánh thỏa thích, cho đến khi ông ngớt đi, họ mới kêu xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Cuối cùng ông Hạ phải ly hôn, thằng con đi theo mẹ. Sau đó còn xảy ra gì nữa thì tôi không biết. Tôi thực rất tiếc cho Hạ tiên sinh. 5 năm trước, nếu như ông chịu nghe lời hòa thượng khuyên dạy thì có lẽ đã tránh được những điều không hay cho ông lẫn thằng cún. Nhân chuyện này tôi thắc mắc hỏi: Bạch hòa thượng, xin ngài hãy giải thích vì sao mang thân chó. Con người được tôn là loài chí linh trong vạn vật, biết may đồ mặc, biết chế tạo đủ thứ vật chất văn minh để phục vụ cho cuộc sống của mình. Nếu làm người mà nhân cách phẩm hạnh không xứng với vị trí con người, cứ hành động phi pháp, trái đạo, luôn mưu hại kẻ khác, đánh mất nhân phẩm, thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt, làm kiếp thú. Ha ha ha, 问什么的说